các bạn, mình ở bên shop phụ kiện Samsung. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách chọn mua một quả pin Galaxy Note 4 chính hãng. Trên tay mình đây là một quả pin cho Samsung Galaxy Note 4 hàng chính hãng Samsung Việt Nam. Vậy các bạn để làm sao để phân biệt được đâu là pin chính hãng, đâu là hàng nhái? Như các bạn cũng biết thì trên thị trường hiện nay có rất nhiều nơi bán pin của Galaxy Note 4, nhưng để chọn mua được pin chính hãng thì cũng không phải là đơn giản. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách để các bạn có thể kiểm tra dễ dàng pin chính hãng cho Galaxy Note 4. Thứ nhất thì các bạn có thể thấy pin chính hãng cho Galaxy Note 4 thì cell pin được sản xuất tại Hàn Quốc và lắp ráp tại Việt Nam, cell made in Korea, assembled in Việt Nam. Đây, với dung lượng là 3220 mAh. Cách để phân biệt pin Note 4 và chính hãng và hàng nhái. Thứ nhất là pin Note 4 chính hãng thì có mạch NFC ở dưới cái vỏ bên ngoài. Đây các bạn có thể nhìn thấy đường gân của mạch NFC ở bên dưới. Các bạn khi mà đi mua thì có thể check Near Field Communication. Và một cách đơn giản nữa các bạn có thể chọn mua được pin chính hãng cho Galaxy Note 4 của mình, đó chính là cái pin chính hãng thì thường cái mã serial number đây thường là bắt đầu bằng chữ AA hoặc TH, còn những cái pin serial number bắt đầu bằng chữ IS thì thường là pin bị cuốn lại siêu rồi. Các bạn để ý khi mà chọn mua pin cho Galaxy Note 4, và các bạn cũng để ý luôn là cái mã serial number ở trên pin thì sẽ ở trên pin của Galaxy Note 4 được in chữ dạng như chữ nổi, các bạn có thể nhìn rõ hơn đây. Đấy. Chữ rất sắc nét và dạng như là chữ nổi đấy. Đây. Cái mạch pin của Galaxy Note 4 thì có 4 chân, thì trong đấy có một chân của NFC. Còn để cách để phân biệt chính xác nhất pin chính hãng cho Samsung Galaxy Note 4, đó chính là các bạn hãy bóc cái lượt siêu bên ngoài ra. Đây, mình sẽ bóc thử cho bạn xem lõi pin chính hãng của Galaxy Note 4. Khi bóc thì các bạn để ý cẩn thận vì rất dễ làm rách cái mạch NFC ở trong pin. Đây. Các bạn có thể thấy. Đây chính là mạch NFC trên pin. Sau khi bóc ra thì các bạn có thể làm sao để các bạn phân biệt được pin chính hãng và pin hàng nhái, thì các bạn có thể thấy trước hết thì pin chính hãng thì chắc chắn là có mạch NFC, chính là cái mạch đen này. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây, và trên cái mạch NFC là có mã, các bạn có thể nhìn thấy rõ đây. Đây. Và các bạn để ý là ở trên pin chính hãng thì lúc nào cũng phải có 2D barcode và chữ Samsung SDI in. Đây các bạn nhìn rất khó để nhìn vì nó in chìm, mình sẽ cố gắng
Xoay cho các bạn nhìn thấy. Rất khó để các bạn đọc được. Đây các bạn có thể nhìn thấy chữ đây. Samsung SDI, nhưng mà nó bị in chìm dưới lớp keo nên là các bạn nhìn rất là khó. Nhưng mà khi các bạn nhìn thực tế thì sẽ nhìn thấy rất là rõ. Như là qua máy ảnh thì nhìn nó không được rõ nữa. Để chọn mua được pin Galaxy Note 4 chính hãng thì các bạn nên chọn địa chỉ uy tín để mua, tránh đây các bạn có thể, đây là quả pin Note 4 chính hãng ạ. Ngoài thông tin chi tiết và sản phẩm, các bạn có thể tham khảo tại website phụ kiện Samsung.com hoặc liên hệ số hotline của công ty. Xin cảm ơn các bạn.